Có Vân với Chính. Chính không biết là có đang học không hay là dự thính không biết. Thấy anh tắt mic đó thầy. Phương học vẫn chưa thấy lên. Hôm nay là buổi cuối rồi. Chúng ta định nốt cái bài dịch này xem thế nào. Hôm trước thì đến câu 9 rồi đúng không? Dạ, hình như là em cũng không nhớ lắm. Câu 9 có 10 gì đó. Câu 9. Câu 10 chưa thì. Hôm nay thì câu 10 nha. Dạ. Bạn Phương lên thì chắc là bạn vào buồn một tí rồi. Dạ. Vậy để em dịch. Câu 10 nè. Tha chê là xa thế á thầy. Xa thể. Đây là một từ ghép cha cha đây có nghĩa là xe xe ô tô ấy. Yeah. Còn từ chê chê là lấy ra của từ này. Thể là Xin thân chê. xe à thầy. Chính xác, thân xe. Quang cô là quảng cáo. Bo sư là quảng cáo xe buýt. Thành phố Hồ Chí Minh quảng cáo xe buýt. Cine là nội, là thị nội, là nội thành. Tròn chê là điền thể hả? Hay là chiếm thể này? Hay là Tròn trê là toàn toàn thể. toàn thể. Xa đăng là xa lượng hả thầy? Đúng rồi. 2.000 t là 2.000 chiếc. Chót dung là tác dụng, Cho tác kêu dụng, tích dụng thích tức là dụng. được áp dụng. Ở thành phố Hồ Chí Minh áp dụng trên 2.000, ở trên 2.000 số lượng toàn thể thành phố, toàn thể quảng cáo trên thân xe buýt được áp dụng trên 2.000, 2.000 xe, số lượng trên toàn thể thành phố nội thành. Vẫn chưa ấy, lộ cùng quá. Em sắp xếp lại nè, sắp xếp lại làm sao cho nó đúng với câu văn. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng việc quảng cáo trên thân xe buýt trên 2.000 chiếc, trên toàn thành phố ạ. Số lượng trên 2.000 chiếc trên toàn thành phố. Ý đại là như vậy đúng không? Dịch ra là thành phố Hồ Chí Minh quảng cáo trên thân xe buýt áp dụng lên toàn bộ 2.000 chiếc trong toàn thành phố. Ok, chỗ cine này, cine trơn chê toàn thành phố này. Ok, tiếp câu số 11. Phường lên rồi đúng không? Phường xin thì câu 11 này. Miss tiếng Anh ý.